Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ làm hướng dẫn về Balon Cycle. Trong 12 trận win thì mình chỉ thua đúng cái deck là có Gubin Varen. Cũng dễ hiểu vì là cái deck mình không có cái thẻ lock. Vì đối phương dùng Eye Wizard nên mình chắc chắn là mình đoán chắc chắn là đối phương sẽ có Tornado. Do vậy là cũng không nên ra Balon ngay. Ở cái trận win thứ 11 ý, thì tại sao mình lại cho cái winner ở cái vị trí này? Vì các bạn có một điều lưu ý là trong theo cái quan niệm của mình thì Miner trong deck Miner Balon thì đóng vai trò là cái con tăng, thì khác hoàn toàn với cái deck Miner Poison khi mà Miner là cái con công chủ đạo. Và do vậy thì không nên sử dụng Miner để dỉ ở nhà đối phương, nên sử dụng nó như một tăng cơ để kết hợp với Balon thì sẽ hiệu quả hơn nhiều. Và đây rồi, cơ hội thì cũng đã đến. Và Igolem thì đi cánh phải để kết hợp với Balon, còn Ese để thủ. Nếu Igolem và Balon đi cùng cánh Ese thì dễ bị Iuzat, Tornado và Poison chung với nhau. Đấy. Ở trận thứ 12 thì deck Gravejust là cái deck cái counter deck mình. SE thì không nên đi từ dưới nhà, vì nếu địch dùng Gravejust thì rất là khó thủ ở trên.
khi địch đặt cái nút phòng thủ len phải thì không thể công được. Do vậy là chuyển hướng đánh cánh trái. Vì trận này mình xác định là ăn hai trụ, vì rất khó để thủ Gervais. Phần còn lại thì các bạn cũng đoán ra rồi đúng không? Cũng không khó để đánh Baron Psycho phải không nào? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.